mắc một sai lầm khi dùng điều hòa. Người đàn ông nhập viện vì liệt nửa người, đột quỵ. Người đàn ông có tên Từ Ngôn đến từ Trung Quốc, nhập viện điều trị liệt nửa người khó nói và được chẩn đoán mắc đột quỵ cấp. Người đàn ông đến từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc cho biết vì thời tiết nắng nóng nên ông thường xuyên bật điều hòa ở nhiệt độ thấp. Khoảng 2 ngày trước khi vào viện, ông xuất hiện tình trạng tê chân tay nhưng do vẫn có thể đi lại nên ông không để ý. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy, ông bị tê liệt hoàn toàn nửa người phải. Ông thậm chí không thể nhấc chân phải lên và không thể nói rõ ý. Ngay lập tức ông Từ được người nhà đưa đến bệnh viện Chữ Thập Đỏ ở Tây An để điều trị cấp cứu. Các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện nhanh chóng tiến hành khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết cho bệnh nhân. Kết quả khám cho thấy ông bị đột quỵ nhồi máu não cấp tính ở vùng thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương và não thất bên trái. May mắn do bệnh nhân nhập viện cấp cứu kịp thời nên việc điều trị diễn ra thuận lợi. Các triệu chứng bệnh của ông đã được cải thiện đáng kể. Sau điều trị, bệnh nhân có thể tự đi lại và giao tiếp như bình thường. Chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân, bác sĩ Hồ Tiểu Huy, trưởng khoa thần kinh tại Bệnh viện Chữ Thập Đỏ Tây An Trung Quốc cho biết, nguyên nhân khiến bệnh nhân bị đột quỵ có thể đến từ sai lầm khi sử dụng điều hòa. Bác sĩ giải thích khi thời tiết nắng nóng, nhiều người sẽ có thói quen bật điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp để phòng nhanh mát. Tuy nhiên, việc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và ngoài trời. Khi di chuyển từ trong nhà ra bên ngoài hoặc từ ngoài vào trong phòng, mọi người sẽ phải tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh đột ngột. Điều này có thể gây ra tình trạng co mạch đột ngột, cản trở lưu thông máu, tăng huyết áp. Các yếu tố kể trên kết hợp với những vấn đề sức khỏe khác như béo phì, hàm lượng cholesterol trong máu cao có thể dẫn đến hình thành cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu, tăng nguy cơ đột quỵ nhồi máu não. Ngoài ra, bác sĩ Hồ Tiểu Huy cho biết ngồi trong phòng điều hòa với nhiệt độ thấp quá lâu có thể khiến cơ thể bị mất nước. Nếu mọi người không bổ sung đủ nước, máu có thể trở nên cô đặc, dính và lưu thông kém. Điều này cũng có hại cho sức khỏe của tim.